Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị mình yêu mến cây dừa bonsai đã trở lại với kênh bonsai dừa Hoàng Linh nha. Thì thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, cho nên là Linh sẽ làm cái clip trực tiếp mà để hướng dẫn cô chú anh chị đã ủng hộ phôi cũng như mua cây bên Linh về chơi mà chưa biết năng rễ như thế nào. Rồi năng rễ xong rồi mình sẽ lên chậu như thế nào. Thì hôm nay Linh sẽ lấy chọn những cái cây mẫu để làm cho mọi người biết hiểu rõ hơn ha. Thì Linh có chuẩn bị một cái cây sắp thành phẩm đây, thì chúng ta sẽ nâng rễ đó. Nâng rễ xong thì chúng ta sẽ để cho đến giai đoạn cho nó khô rễ, như như cây này đây mọi người, như cây này khô rễ thì đó, thì chúng ta sẽ tiến hành vô chậu. Vô chậu là thành phẩm nha mọi người, là tiến hành vô cái chậu như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận lại, sẽ nói và hướng dẫn cho mọi người chi tiết nhất có thể ha. Rồi mọi người cùng theo dõi tiếp ha. Rồi đây mọi người, sau khi chúng ta vô chậu ôm những cái cây như thế này ha, thì đến khi nó 4 5 lá sắp thành phẩm, mọi người sẽ cây rễ cho nó. Như cái này là cây rễ được rồi nè, đó mình sẽ cây rễ cho nó lên, mọi người cùng theo dõi ha. Có những đoạn dài thì mình sẽ tua nhanh để đỡ tốn thời gian cho mọi người ha. Đó thì mình lấy ra như thế này, đó mình để đi qua, mình cho sợi dừa lên ha, cho sợi dừa lên đây đó. Cho tầm hơn nửa chậu mọi người, cũng khi mọi người muốn cái rễ dừa cây của mình cao hay là thấp ha, mình thì cho nhiêu đây thôi đó, mọi người để vô đây. Rồi mọi người lấy bớt đất ở trên, mọi người chú ý là khi thấy cây dừa của chúng ta rễ nó đủ, nó ok rồi mọi người cây rễ lên ha. Có khi rễ chưa đủ, nó mọc chưa tới đất mọi người, thì chúng ta mà phải nuôi như vậy nó mất công ha. Mình chú ý mình coi rễ của nó, rễ nó đã già già hết nè mọi người, nó đã mọc sâu xuống dưới đây hết rồi, thì mình cây rễ là ok ha. Mọi người lấy bớt đất ở trên ra để cho cái tác dụng là cho rễ nó héo dần đi mọi người, mọi người không được cắt liền nha. Đó cái bộ rễ này rất là đẹp mọi người, bên đây có 3 4 rễ này, bên đây 3 rễ nữa này. Chúng ta sẽ nhét sợi dừa vô đây. Cái bộ rễ này là sau này chúng ta sẽ để lên trên và sơn gáo với mọi người để cho nó cây lên trên, chúng ta cắt rễ cám đi. Nhớ nha mọi người, nhớ nhét cẩn thận nha, nhét cho nó chặt chặt vô để cho nó cây nó mau phát triển mọi người. Cứ như vậy. Như vậy thì mình sẽ lấy cái dải, mình sẽ lấy một miếng dải mình đẩy lên như thế này ha. Đó mình cố định lại mọi người để mình không được cắt cái rễ nó liền nha, mình cố định lên như thế này để cho rễ của nó héo dần đi ha. Đến khi tầm 5 10 ngày, đó tầm 5 10 ngày thì chúng ta sẽ có như cái cây của chúng ta sẽ như thế này. Tầm 5 10 ngày thì cái cây nó sẽ như thế này mọi người. Rồi sau khi chúng ta đậy cho cây tầm 1 tuần, nửa tháng hoặc là 1 tháng mọi người, thì rễ nó sẽ bắt đầu héo như thế này. Đó là cây chúng ta đã chăm sóc là thành phẩm này mọi người, cây này là thành phẩm này nè mọi người, thấy không? Cái dáng nó rất là đẹp này ha. Thì chúng ta tiến hành vô chậu cho nó, vô cái chậu theo ý muốn của mọi người ha. Chúng ta sẽ lấy ra mọi người, đó mình sẽ lấy ra và nhẹ nhàng ha, nhẹ nhàng để vô chậu. Rồi chúng ta để vô chậu từ từ nha mọi người, đó nhẹ nhàng đừng cho nó gãy những cái rễ cám nha. Đó tầm cỡ này rồi, mọi người có thể cho cái rễ cao, nếu mọi người thích cái rễ nó nhóm cao thì mọi người để lên cao ha. Đó
thì để đắp nhiều vô đây, để xây dựng nhiều vô đây. Rồi, nhẹ nhàng vô để nó hư gãy nha mọi người. Rồi, mọi người để theo cái ý muốn của mọi người. Rồi ha. Rồi chúng ta vô xây dựng. Vô nhẹ nhàng vô. Đó. Ém cho nó chặt vô ha mọi người. Mà mọi người làm nhẹ nhẹ thôi nha, để nó ảnh hưởng tới bộ rễ nha. Rồi sau khi chúng ta đã nhét đất nhét sâu dừa vô đây, ok ha mọi người. Đó, là nó chặt rồi nè, nhìn thấy không? Đó. Rồi mọi người lấy đất bớt trong đây ra nữa, lấy thêm ra ha, lấy cho nó lòi cái rễ ra luôn ha mọi người. Đó. Cho rễ nó lòi ra luôn. Đó, như thế này. Mọi người có thể lấy nước xịt mau không mọi người? Mình hướng dẫn mình không có đem cái bình nước ra ha. Mọi người có thể lấy nước xịt thì nó sạch cái rễ nó mau hơn. Rồi mọi người cứ để như thế này ha, một thời gian 50 ngày đó, cho cây nó phát triển bộ rễ dưới này cứng cáp lại mọi người. Rồi xong xuôi là tới giai đoạn tiếp theo là khi cây nó đã như thế này đó, cây nó đã khô rễ như thế này đó, như thế này mọi người thấy không, thì chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ những cái rễ cám này đi nè, những cái rễ cám dài này và những cái mục cám của nó để hút nước nè mọi người, cắt bỏ đi. Bây giờ thì bên dưới đây là nó đã phát triển vô rễ ok mọi người, nó không cần cái rễ trên đây nữa, rễ trên đây chúng ta để khô dần. Mọi người chú ý là khi lên rễ như thế này là không được cắt cái rễ liền nha mọi người, khi chúng ta nhóm gửi lên là phải đậy giải để như cách mình vừa hướng dẫn xong ha. Đó, đến khi gửi nó khô như thế này chúng ta mới tiến hành cắt, cây nó không bị mất sức, nó không bị chết, nó không bị héo như cái lá này ha mọi người. Nếu mọi người cắt sớm quá là bên gửi bên dưới đó, nó còn chưa phát triển kịp á, mọi người cắt có thể là chất dinh dưỡng nó không đủ, nó sẽ gây ra héo lá ha mọi người. Còn tác dụng chính của chúng ta để rễ khô như thế này chúng ta mới cắt thì cái rễ nó vẫn còn hút chất dinh dưỡng mọi người, đến khi cái rễ nó khô chết luôn nó vẫn còn chất dinh dưỡng cung cấp ha, để nó nuôi cái bộ lá và đọt non. Trong khi đó chờ đợi cái rễ bên dưới nó phát triển thì cái rễ này cũng rất là quan trọng, cho nên mọi người không được cắt sớm ha, cứ để cho nó khô, để càng lâu càng tốt mọi người, cho cái bộ rễ bên dưới nó phát triển ok cứng cáp hết. Nhiều rễ bên dưới thì mọi người cắt cũng được. Khi cây thành phẩm như thế này thì chúng ta cắt rễ, bắt đầu cắt rễ vệ sinh cho nó sạch hết trơn, là mọi người sẽ lấy bằng chải á mọi người, lấy bằng chải chúng ta, bằng chải đánh răng chúng ta chà thì cái rễ nó sẽ trắng ra, chúng ta xịt nước cho chúng ta chà ha, để đỡ mất thời gian của mọi người thì chúng ta cắt ha, cắt sạch như thế này mọi người thấy không ạ, sạch như thế này đó, chúng ta cắt sạch như thế này mọi người, như cây này Linh đăng lên một số cây cho khách mới cũng vừa mới cắt xong mọi người đó, cắt sạch rễ như thế này hết. Rồi tiếp theo chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ vệ sinh nè, lấy bằng chải đánh răng mọi người, chúng ta xịt nước vô, chúng ta vệ sinh cho nó ha, để mình lấy nước mình vệ sinh cho mọi người xem luôn mọi người. Rồi đây mọi người đó, chúng ta xịt nước cho nó ha. Rồi chúng ta dùng cái bàn chải này nè mọi người, bàn chải đánh răng cũ đánh cho nó chốc những cái da mỏng bên ngoài đi ha, cho cái rễ chúng ta bóng ra ra cho nó đẹp ha. Mọi người vệ sinh luôn cái gáo nè. Đó, xong là cái gáo thì chúng ta có thể dùng giấy nhám nhẹ. Giấy nhám mình chúng ta dùng tay chúng ta đánh lại ha mọi người. Tại lúc trước thì chúng ta đánh thì nó cũng không được bóng mấy đâu. Mình để lâu ngày trong đất thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Chúng ta đánh sơ lại rồi hạ sơn ha. Mọi người sơn bằng BU hoặc là nước sơn tỉ ha. BU có màu hoặc là không có màu, BU pha sẵn mà mình thì thường dùng BU pha sẵn
Mọi người ra tiệm sơn mua BU pha sẵn không màu, sơn nó rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thấy cái rãnh trắng rất là đẹp chưa? Chúng ta vệ sinh gáo và vệ sinh rễ đầy đủ luôn. Để bóng lên mọi người. Đúng đó là mọi người vệ sinh như thế này, rồi lên cái gáo sẵn luôn, để vài ngày chúng ta hạ sơn để cho cái rễ nó già đi một chút nữa mọi người. Nó già thiệt già chúng ta sơn vô cái rễ luôn này nó rất đẹp ha. Còn rễ non mọi người sơn là nó chết rồi. Rễ non mọi người đừng nên sơn vô ha, chỉ sơn cái gáo thôi ha. Lên già như thế này Linh để vài ngày nữa cho rễ nó già như cái rễ này vậy nè mọi người. Những cái rễ trắng nhỏ này nè nó chưa già nè, phải để cho nó già như thế này mình sơn vô cái rễ nó thì nó rất là đẹp luôn ha. Ôi mọi người thấy đẹp chưa? Đó. Tiếp theo nữa thì chúng ta để thêm vài ngày nữa mình vệ sinh cái gáo, thì mình lấy cái giấy nhám mịn mọi người đánh cho nó thiệt là bóng ha. Đó. Rồi mình sẽ sơn lên, để thêm vài ngày nữa rễ nó sẽ đẹp mà sơn lên hơn rồi đó. Thế là chúng ta thành phẩm một cây bonsai. Khi sơn xong chúng ta sẽ trang trí dưới này, trang trí đá hoặc là gông gì đó tùy ý mọi người ha, rất là dễ thôi mọi người. Có một số anh chị chỉ Linh có chỉ, nhưng mà một số anh chị đó làm cây nó bị héo chết, là lý do là đưa lên rồi để không 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 chịu để thêm vài ngày hoặc là để lâu để cho cây nó héo rễ từ từ mọi người đó. Của chú anh chị đó là đưa lên là cắt rễ luôn rồi vệ sinh luôn rồi sơn luôn, cho nên là cây nó rất là dễ bị mất sức mọi người. Rồi cách nâng rễ thì chỉ vậy thôi mọi người đó. Thì cô chú anh chị nào yêu thích thì có thể đặt lên, thì Linh sẽ lên chậu những cái cây thành phẩm như thế này ha, rồi trang trí gửi cho mọi người ship code đồng quạt luôn mọi người. Hoặc là cô chú anh chị muốn mua cái cây, muốn mua những cái cây như thế này là 3 lá 4 lá mà chưa thành phẩm á mọi người, sắp thành phẩm á, thì Linh cũng có cung cấp như vậy luôn, ship cho mọi người. Mọi người về tự lên rễ theo cái clip mình, theo cái cách mình vừa hướng dẫn ha. Đó như thế này đó, là cô chú anh chị muốn cái cây lên rễ lên kê rễ nó, quý vị đặt lên trước, Linh sẽ kê rễ như thế này, kê rễ lên rồi để cho nó héo rễ, rồi Linh sẽ vệ sinh cái rễ cho mọi người luôn đó, tùy theo mọi người thích cái loại nào ha. Đó, rồi mình lên sẽ ship cho mọi người. Đó, mọi người về tự vô chậu hoặc là vô chậu cho mọi người như cây thành phẩm luôn. Đó, Linh có cung cấp những cái cây này là mọi người lấy về là chăm thêm vài tháng nữa là chơi ok mọi người, 3 4 lá hết ha. Đó. Linh có rất là nhiều loại này luôn. Và loại thành phẩm thì mọi người đặt thì Linh sẽ ship cho mọi người. Đây, những cây như thế này rất là nhiều. Đó, xuống gốc có gốc hết trơn rồi mọi người, có gốc hết ha, mọi người chỉ cần mua về đó về chăm sóc ha, chăm sóc thêm vài tháng nữa, hoặc là người mọi người có thấy chăm sóc thêm 10 lá 20 lá, cây càng đẹp. Như cây này, như cây này thì chúng ta chăm sóc lên này, cây này là thành phẩm này, nhóm rễ là ok này, mà mọi người muốn thêm lá nữa thì nó đẹp nữa mọi người. Cái này là nó được 2 4 5 6 lá mọi người đó, 6 lá cái vừa bonsai 5 6 lá là đã thành phẩm, là rất là đẹp rồi. Mọi người dưỡng thêm 4 5 lá nữa thì nó sẽ ok hơn nữa mọi người. Đó. Mọi người thấy cây này đẹp chưa? Mọi người muốn mua loại nào để ủng hộ Linh thì mọi người cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại bên góc phải màn hình của mọi người ha. Đó, rồi Linh sẽ cho mọi người xem sản phẩm, mọi người thích cây nào thì Linh sẽ ship cây đó cho mọi người ha. Và nếu cô chú anh chị nào không thích trồng như thế này mà thích trồng từ nhỏ tới lớn để nó phát triển thì Linh cũng có cung cấp phôi cho mọi người luôn, để mình lấy cái phôi cho mọi người xem. Đây cái phôi đây mọi người, thì Linh cũng cung cấp cái phôi như thế này cho mọi người, có loại đánh bóng và loại không đánh bóng, thì mọi người thích mua loại nào thì Linh bán loại đó ha. Đó, những cái phôi thế này về mọi người tự ôm tự làm, nhìn nó phát triển từ nhỏ tới lớn ha mọi người. Thì những cái cách làm từ nhỏ tới lớn, những cái kỹ thuật là Linh có
làm một cái series là hướng dẫn làm bonsai tại nhà trên kênh của Linh ha. Mọi người có thể vô đó xem, thì kỹ thuật có đầy đủ hết, nó Linh biết gì là chỉ nấy hết cho mọi người để mọi người xem và mọi người làm sao để cho có cây bonsai vừa đẹp nhất nha mọi người. Đó thì loại phôi bên Linh cung cấp là như thế này, đó gáo nhỏ mini hết nha mọi người, không có gốc bự nha, vừa bonsai là làm hoàn toàn là từ gáo nhỏ 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 hết nó mới đẹp nha mọi người. Đó như gáo này là mini loại lớn chút, này là mini loại nhỏ nè, rồi gáo dài gáo tròn có đầy đủ hết mọi người. Rồi clip của Linh cũng hơi dài mọi người, thì Linh xin tạm dừng clip đây ha. Thì mọi người xem clip thấy chia sẻ của Linh hữu ích thì mọi người đừng quên chia sẻ clip cũng như like và để ý kiến của mọi người, để lại comment bên dưới phần bình luận video ha. Đó rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau nha.